rất chính xác tới từ Victor Zielinski. Hợp lý luôn rồi. Trông có vẻ như là lại chuẩn bị dọn bàn rồi đây. Và con bi số 4 lắc cờ lỗ nhưng sau đó vẫn dụng. Tiếp tục sẽ phải thực hiện một cú chém con 6. Về phía lỗ tít bên uh, trái, phía dưới theo màn ảnh của chúng ta tới từ Viktor Zelensky. Con 6 này thì uh, ngọt ngào hơn con 4 rất là nhiều. Không cần phải ngắm nghía nhiều bởi vì tất cả mọi thứ đều đang nằm trong cái sự tính toán của cơ thủ người Ba Lan rồi. Ăn từng con một cho nó an toàn. Không cần thiết phải cộng ở cái pha này. Quá là ngọt ngào Nhưng có ra tình huống không? Không có tình huống rồi Gãi được con 8 ra khỏi thành băng Mở đường tới con 3 luôn Con 5 rơi xuống lỗ Điều 6 đẹp luôn Rất tuyệt vời và không có gì khó khăn cả còn bị cái có bị nằm sát băng không cũng gọi là sát băng một chút nhưng mà cũng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Victor Zelensky mà thôi tài năng trẻ của Ba Lan Việt Nam có ai vào vòng 16 đội 16 vận động viên rồi không có bạn ơi rất là đáng tiếc rằng là các vận động viên ở Việt Nam thì không có ai góp mặt ở vòng 16 cả và đây sẽ là biến số đầu tiên của Victor Zelensky điều cái ra năm cũng khá là ok rồi hướng con năm về phía lỗ bên tay phải có đường riêng không ta Esco Fortunski đang tốn rất nhiều thời gian với con bi số 5 này bởi vì ý tưởng là không có và đúng là không có ý tưởng thật. Con bi số 5 không được thực hiện thành công bởi cơ thủ người đàn anh, người Ba Lan. Ua, wow, con bi số 6 đi vòng qua cái khe giữa con 10 và thành băng rất là ngọt ngào sau tình huống ra ngọn của Victor Zielinski. Ba bi mục tiêu cuối cùng còn lại ở trên bàn và cỡ của Victor Zielinski như thế này thì khả năng cao là sẽ không mắc sai lầm đâu. Sau đó là điều con 8 ra đúng kịch bản thôi cú ra ngọn mềm tay cho cái bật một băng nổi ra, đẹp rồi. Có má điều 10 luôn. Không phải là một con bi thẳng là được. Victor Zelensky là một trong những vận động viên được đánh giá rất là cao. Và thôi lại xong rồi. Hiện tại thì khi mà tính về điểm ở trên bảng xếp hạng Fagore top 100 cơ thủ thế giới thì Victor Zielenski chỉ đứng ở vị trí thứ 21. Và theo luật thi đấu của hệ thống giải đấu Predator thì tất cả các thiết bị điện tử buộc phải để xa ra khỏi khu vực thi đấu. Trong cái khoảng thời gian này thì ngoại trừ việc lướt TikTok ra thì Miesko Fortunsky biết phải làm gì đây? cứ phá bi xong mà lại thấy hình bi ra nó uy tín như thế này thì thật sự rằng là Victor Zelensky đang rất đáng sợ và đó là một kỹ thuật rất là nét của cầu thủ người Ba Lan điều cái ra ba đẹp đây sẽ là một con ba chạy đường xa con bốn thì đang nằm rất gần cửa lỗ rồi có lẽ là vừa rồi là một cái hiệu lệnh xin thêm thời gian tới từ Victor Zelensky con bi số 3 chạy đường xa rất chính xác của Victor Zelensky. Tiếp tục là một pha kỹ thuật đây. Đầu gậy cắm thấp. Táng con cái uh, vòng qua mặt con bi số 8 hướng về con 5. Vâng, Zelensky đã từng có chức vô địch thế giới bộ môn 10 bi rồi. Kém Victor Zelensky tới 30 bậc. thậm chí rằng là ở giữa bảng xếp hạng thì còn có một tay cơ người Ba Lan nữa là Daniel Masion. Quyền phá bi của cơ thủ người đàn anh. Miesko Fortunski có bi nào rơi xuống lỗ hay không đây? Và câu trả lời của chúng ta sẽ là không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ cả. Miesko Fortunsky đã nhường lại quyền bắn dành cho Victor Zelensky. Sau trận đấu này luôn. Và đây sẽ là một tình huống điều cái rất tuyệt vời của Miesko Fortunsky. ba cộng 6 thành công rồi và con ba thì chắc chắn là có đường luôn rồi rất chính xác tới từ Miesko Fortunski Cầu thủ ở Dung Quốc Hoàng thì đã dừng bước ở vòng loại nhánh thua thôi các bạn. Vòng loại cuối cùng của nhánh thua. Trước đối thủ cũng là người Ba Lan, Wojcik uh, Wuzik Và sau khi mà Victor đã có cho mình được một set thi đấu trắng thì đang tới lượt Miesko Fortunski làm điều tương tự ở trong set 2 này. vẫn đang cần phải ngắm rất là kỹ về cái điểm chết của con bi số 2. Và wow! Một tình huống áo băng quá tuyệt vời của Victor Zelensky. Ở Nga chúng ta có một cái máy bắn bóng. Ferragos ở Đức cũng có một cỗ máy là Joshua Filler và ở Ba Lan thì cũng đừng quên rằng là cũng có những cỗ máy khác như là Wojek Sergic Konrad Zuzizin và ở trên màn ảnh của chúng ta là Victor Zielinski thưa các bạn. Quá là sở trường của Victor Zielinski luôn. Victor Zielinski đang bắt đầu phô diễn kỹ thuật rồi. Vậy là quyết định là sẽ kéo cái qua cái khe 8 và 9. Sau đó là một tình huống đầu gậy cao, cu lê con cái lên chạy hai băng. Sẽ là một tình huống ra ngọn dứt tay. Để điều cái chạy hẳn về phía dưới bàn luôn. Quá là tuyệt vời tới từ Victor Zielinski. Làm con 7. Sau đó là ra nhìn điểm chết con 9. Cứ thế thôi. Wow. Thẳng quá nhờ. Hơi thẳng không ta. Nhưng mà Victor Zelinsky đứng ngắm lâu như thế này thì cũng có thể là thẳng. u và thẳng thật. Thì sẽ phải là một cú đánh kỹ thuật thôi. Cho về. Và wow. Uh, Cho rất là mượt tới từ Victor Zelinsky. Vừa mới vào bộ một cái phóng cái ngọn mình ra luôn. Và thôi xong rồi còn cái gì nữa không ạ? À? không còn gì nữa rồi. và tỷ số sẽ được cân bằng là hai đều. bi số 1 đang nằm ngay cửa lỗ rồi, nhưng mà cái quan trọng rằng là phải xử lý được cho mình ra tới con bi số 2 sẽ là một cú chặt băng tới từ Miesco Fortunsky hay chăng đây? đúng là sẽ có một tình huống chặt băng rồi và điểm tiếp xúc của con bi cái là vào con bi 9 tới từ miesko Fortunsky sai má mất rồi tình huống chém không thành công con bi số 2 của miesko Fortunsky và u rồi ôi bắn như thế này thì đỡ làm sao được bi cái mà nằm đường xa hay là đường gần thì victor zelensky cũng xử lý được hết Một tình huống điều cái chạy uh, vòng qua cái khe 9 và 10 Vượt đầu con 7 và con 8 về uh, phía gần với cả con bi số 4 hơn Và thôi thế này là lại xong rồi thưa các bạn còn cái gì nữa đâu Victor Zelinsky càng bắn thì càng vào tay Ngược lại ở bên phía bên kia chiến tuyến Người đàn anh có vẻ như đang có một ngày thi đấu không được như mong muốn cho lắm vào bộ là phóng gậy ra luôn Không cần phải ngắm nghĩa gì nhiều cả Cái màn trình diễn cũng đang Thật sự là cũng tương đối là đáng sợ Của Victor Zelensky Rồi Tình huống đó là một tình huống vào gậy mềm tay thôi Thả con cái bật một băng nổi ra Về con 7, con 7 này cũng khá là thẳng Trô nhẹ về làm con 8 cũng lỗ tương tự Và thế là hết Nhưng mà không phải là của The Killis Mà là của Victor Zelensky ra ngọn là giúp tay cho con 8. Ui rồi ôi thẳng như thế này. Thì làm sao mà hụt được. 32 là cái chắc rồi thưa các bạn. Tầm này thì chỉ có rơi cứu thôi. Chứ Victor Zelensky bắn như thế này thì sao mà đỡ. Trông có vẻ như là muốn cộng con 8 đây. Và con 8 wow nó chạy một cái đường thẳng tắp như thế kia thì hụt làm sao được. đó không đó là tiếng huống đục chứ không phải là cu lê Điều cái như thế này thì còn gì không ạ u rồi ôi bảy lỗ 10, chín lỗ 10 và thôi xong hết rồi thưa quý vị và các bạn không còn gì để chúng ta theo dõi nữa rồi 50 phút là tất cả những gì Victor Zielinski cần để tiễn người đàn anh về nước. Bắn đâu có nể nang anh em gì đâu Rồi điều con cái ra như thế này Thì chịu rồi Rồi cắm đầu gậy thấp à, Phóng một cái lực nó cũng vừa tay thôi Đó thế là xong rồi Chỉ còn con bi cuối cùng Ở trên bàn là con bi số 10 Và Victor Zielinski Cơ thủ trẻ sinh năm 2001 Đã điền tên mình vào trận đấu chung kết Của Michigan Nam mở rộng 2023 Thưa quý vị và các bạn